một giải golf được chờ đón nhất năm 2023. Sao Mai Tourismen 2023, một giải đấu được tổ chức bởi Sao Mai Group Golf. Tổng giải thưởng lên tới hơn 10 tỷ đồng. Đây chính là nơi giao lưu, gắn kết thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong nền kinh tế của các doanh nghiệp. Quy tụ hơn 150 golfer trên khắp các tỉnh thành tổ quốc Việt Nam. Một chương trình có sự bảo trợ truyền thông của các công ty truyền thông trong nước và quốc tế và một số các đơn vị tờ báo uy tín. Sao Mai Group của 2023 năm nay, đấy, chúng tôi hướng đến hai cái sự kiện lớn trong năm. Một là Ngày Doanh nhân Việt Nam, hai là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Sao Mai mong muốn tổ chức một cái giải này để gắn kết các doanh nghiệp, các bạn bè của Sao Mai và các đối tác của Sao Mai trong những cái tháng năm vừa qua đã đồng hành cùng với Sao Mai và chúng tôi để làm nên cái sự kiện này cũng như là đóng góp rất lớn cho cái sự kiện trong cái tháng 10 này. Với mong muốn như vậy thì để thúc đẩy cái mối quan hệ thì Sao Mai Group mong muốn các anh chị và các bạn đồng nghiệp của Sao Mai chúng ta có một buổi chơi golf thật là ý nghĩa và gắn kết, và chúc cho Sao Mai thành công tốt đẹp. Và các vị quan khách, lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe